Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của máy ảnh Lý Biêu. Kênh YouTube này lập ra với mục đích hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh, đặc biệt đối với các bạn mới tập chơi. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bạn bè nhằm mục đích giúp cho cộng đồng yêu thích bộ môn nhiếp ảnh ngày một phát triển. Mình cũng xin giới thiệu máy ảnh Lý Biêu là một kênh bán hàng uy tín và chuyên nghiệp. Shop mình bán nhiều máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh phim và phụ kiện máy ảnh. Đến với shop Lý Biêu, các bạn có thể tha hồ lựa chọn nhiều và rất nhiều máy ảnh nhé các kênh bán hàng của mình có để theo đường link trong phần mô tả. hy vọng các bạn sẽ yêu mến mình và nhớ follow mình nhé. Ok hello cô chú anh chị chào mừng cô chú anh chị mình đến với kênh của mình review nha. À, hôm nay máy ảnh review sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng chiếc máy ảnh này. Đây là chiếc máy ảnh chụp bằng phim nha. Tức là các bạn sẽ phải mua những cái cuồng phim như thế này nè gắn vào trong máy chụp. Chụp xong thì các bạn sẽ mang đi tráng rồi nha. Cái máy này không phải là máy ảnh kỹ thuật số nha các bạn máy này là không không có sử dụng thẻ nhớ như thế này nha mà sử dụng phim như thế này nha rồi um, cái máy này có tên nó là Fuji Film Super 145 Az à, chiếc máy ảnh chụp bằng phim ống kiến của nó là 38 mm đến 145 mm đây nha à, ngoại hình của máy thì như thế này kiểu dáng như thế này nha rồi um, thì các bạn muốn gắn pin cho máy thì ở đây các bạn muốn gắn pin đây nha mình bạn gạt cái chốt này ra các bạn muốn lấy viên pin ra mình lấy cái đầu này nè từ cái đầu này mình lấy lên nó dễ hơn ở đây có dấu cộng và dấu trừ ha đây là viên pin của máy thì cái viên pin này có tên gọi là pin CR123 hoặc là CR123A cũng là đó luôn nha rồi mình sẽ có cái clip để giải thích hướng dẫn cho các bạn cách mua những viên pin này như thế nào rồi mình gắn vô thì mình gắn như thế này ở trên đây nó sẽ có dấu cộng và dấu trừ các bạn thấy này dấu cộng và dấu trừ trên đây nè và viên pin của mình sẽ gắn như thế này nha dấu trừ ở đây và dấu cộng ở đây nè mình gắn vào và các bạn đóng nắp lại như thế này rồi mình cũng xin giới thiệu luôn đó, đối với những cái bạn nào mới tập chơi máy phim đó, chưa biết gì về máy phim là gì thì các bạn nên xem một vài cái clip thì trên kênh của mình cũng có một hai cái clip gọi là tập chơi máy phim để các bạn hiểu về cái cùng phim này như thế nào nha có một số bạn không hiểu cùng phim này như thế nào hết trơn là chụp nó sẽ bị hỏng phim mà nó ổn lắm rồi đối với cái máy này thì à, à, cũng à, hướng dẫn giải thích luôn cho các bạn khi mà các bạn mới mới mua những chiếc máy ảnh này về đó thì à, các bạn nên tập chụp chụp mà không có cần gắn phim á mình không có gắn cùng phim này vào trong máy chụp mà mình hãy test chụp khi mà mình khi chưa có gắn phim á rồi sau đó mình chụp khoảng à, nửa tiếng gì đó mình hiểu được cái máy này rồi mình hiểu được các chức năng của máy rồi mình thật sự tự tin rồi thì mình sẽ gắn cùng phim vào chụp bởi vì có một số bạn khi mà mua máy ảnh về mà các bạn chưa có biết gì về cái máy này chưa có hiểu được cái máy đó chưa hiểu những chức năng này á, thì các bạn gắn cùng phim vào chụp á, thì không khéo là mình chụp ra ảnh nó không có đẹp được và như thế thì nó lãng phí cùng phim và lãng phí tiền thì đó là sơ lược nha rồi cái máy này các bạn muốn gắn phim vào các bạn gạt đây nè Dĩ nhiên là cái máy này là các bạn không cần gắn cái này vào các bạn chụp vẫn được nha Mình chụp test này kia đồ đó Đồ được Rồi bên trong này thì đây là cái ống kiến mặt trong và ấn trước này thì ống kiến mặt ngoài nha Các bạn lưu ý là các bạn phải giữ cho cái ống kiến này nó sạch Nhiều khi các bạn sơ ý gì đó các bạn chạm cái cái cái, cái tay này mình chạm vào cái ống kiến chỗ này nè Nó dính dấu vân tay thì mình chụp ảnh không có đẹp được ha Còn đây là cái cùng phim mà các bạn mua về nó sẽ như thế này ha. Phim này có tên gọi là phim 135 phim 135 có chữ là CN135 nè hoặc là phim uh, 35 mm là cũng nó luôn nha rồi các bạn gắn vào như thế này đó. À, các bạn gắn như thế này ha thì cái cách mà gắn cùng phim này vào trong cái máy ảnh á, thì mình có một cái clip trong cái series tập chơi máy phim á, mình có một cái clip giải thích về cách gắn này như thế nào thì các bạn uh, nếu mà chưa biết chưa tự tin thì các bạn xem clip thêm clip clip đó giúp mình nha rồi sau đó các bạn đóng nắp lại như thế này đối với cái máy này thì mình đang gắn cùng phim này là 24 kiểu ha để chữ CN24 nè ở đây mình đọc được là, tức là 24 kiểu thì khi mình gắn lên thì cái số này nó hiện lên số 24 có một số trường hợp các bạn nếu mua cục phim 36 nó sẽ lên số 36 nha Và như thế khi mà các bạn chụp nó sẽ giảm dần Tức là cục phim nó thu về Nó sẽ từ số 24 nó chụp tấm số 24 nó sẽ chụp về tấm 23, 22, 21 gì đó Nó chụp về tấm số 1 Rồi các bạn muốn khởi động máy đây nè Ấn vào đây cái Khi mà các bạn khởi động máy thì trên cái màn hình của máy là như thế này Và mình đang chụp ở chế độ là auto đèn lát nha Auto đèn lát Giờ các bạn muốn bấm chụp mình bấm nhẹ nút chụp. Mình bấm nhẹ nút chụp á thì nó chụp một tấm rồi ha mình bấm nhẹ nút chụp nè. Rồi mỗi lần mình chụp á thì cái số này nó sẽ giảm dần. Bây giờ mình bấm chụp tấm nữa nè. Rồi nó chụp là như thế nha. Mỗi lần chụp nó sẽ giảm dần. À, ở đây là ký hiệu về đèn flash, đây là đèn flash nha. Các bạn nhìn lên trên cái màn hình này là nó đang ở chế độ là auto đèn flash. Auto đèn flash tức là khi mà các bạn chụp ở nơi thiếu ánh sáng nó sẽ tự động mở đèn flash và khi mà các bạn chụp ở nơi đủ ánh sáng nó sẽ không có mở đèn flash nha. Rồi mình bấm vào đây một cái thì nó có cái hình này nè gọi là chế độ đèn flash chống mắt đỏ, nó có hình giống như con mắt đây nha. Là đèn flash có chế độ chống mắt đỏ rồi các bạn bấm vào đây một cái nữa này xuất hiện cái hình này là luôn luôn mở đèn lát, luôn luôn mở đèn lát là lúc nào nó cũng mở hết, tức là khi mình chụp thì đèn lát lúc nào nó cũng đánh hết này, đánh đèn lát vậy đó nha. rồi mà bấm chụp cái nữa là tắt đèn lát, ký hiệu này là tắt đèn lát ha. bấm chụp nè. khi các bạn bấm chụp thì các bạn bấm nhẹ nút chụp này, giữ cho nó lấy nét, lấy nét xong rồi mình mới bấm nha. Rồi mình bấm đây cái nữa là chụp uh, chụp thiên về phong cảnh cái hình giống như quả núi đó là chụp về phong cảnh nha mình bấm vào đây cái nữa là chụp ngược sáng mình thấy cái hình mà nó Không, cái cái hình mà có cái ngôi sao đó gọi là chụp uh, chụp người vào ban đêm nhé chụp người vào ban đêm mình thấy cái người và cái ngôi sao đó gọi là chụp chân dung vào ban đêm mình bấm vào đây là uh, chụp đèn lách auto. Đó. Đây, này Đây này. đây là đèn lách có chế độ chớp mắt đỏ nè luôn luôn mở đèn lát tắt đèn lát chụp phong cảnh chụp người vào ban đêm rồi auto rồi khi mà các bạn lấy nét thì các bạn chú ý là mình bấm lấy nét nó cái đèn nó sáng như thế này là ok nha nó cái đèn sáng này là ok rồi một số trường hợp khi mà mình có mở đèn lát lên á giờ mình mở đèn lát lên á mình bấm vào cái đèn này nó sáng như là ok nè Rồi khi mà bấm chụp chưa được đó là nó đang nạp nạp điện cho đèn LED ha. Nó đang chớp chớp vậy nè, là là lấy nét chưa đúng. Hoặc là nó đang khi mà nó lấy nét đúng và nó nó nạp điện xong rồi nó cái đèn này nó sáng nè. Giờ mình bấm xong một chấm à. Đó, mình phải đợi một cái thời gian cho năng lượng từ cục pin này nó, nó đi vào trong cái tụ điện ở bên trong mỗi cái máy ảnh nó đều có một cái tụ điện để sử dụng cho đèn lát thì khi mà nó nạp năng lượng từ cái cục pin vào trong cái tụ điện đủ của nó rồi thì nó mới cho cho phép chụp và nó có đèn lát nha rồi cái cái hiệu kế bên này gọi là chụp hẹn giờ chụp hẹn giờ tức là khi mình bấm nút chụp đó, thì 10 giây sau nó sẽ chụp mình bấm vào đây một cái nó xuất hiện cái hình cái đồng hồ và cái số 1 này nè là chụp hẹn giờ một lần mình bấm đây cái là chụp hẹn giờ hai lần bấm đây cái là chụp hẹn giờ ba lần bấm đây là sử dụng cái remote nó có cái hình giống như cái cái cục sống này nè gọi là cái remote nha thì um, cái máy này nhà sản xuất người ta sản xuất ra đó nó sẽ có cái remote điều khiển bấm từ xa ví dụ như mình để cái máy ảnh mình ở đây rồi mình cầm cái remote từ bên này mình bấm chụp đứng từ xa cách máy khoảng 10 mét là bấm được thì bạn nào may mắn đó, mình mua máy ảnh đó, nó, nó nó có kèm theo cái remote còn một số bạn thì mua nó sẽ không có nha lý do những cái máy ảnh này nó cũng là không có còn sản xuất nữa là máy cũ đã qua sử dụng thì hên thì nó có sẽ kèm cái remote còn không hên thì không may mắn thì nó sẽ không có cái cái remote kế bên rồi các bạn bấm nút này là chỉnh ngày tháng cái nút này nè nút nhỏ này nè mình bấm vào đây cái là đây là thời gian là ngày giờ đây là giờ nè ở đây là không có hiển thị ngày tháng thấy cái đường gạch đó là không hiển thị ngày tháng nha mình bấm cái nữa là ở đây là ngày nè. đây là dù là ngày 1 tháng 4 năm 2004 nha. Các bạn muốn chỉnh cái ngày này thì các bạn bấm như thế này. Bấm tới lúc này nè. Bấm tới cái hình này các bạn bấm giữ. Rồi mình bấm giữ đây thì nó nó, sẽ... Cái nào mà nó chớp 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 như thế này là mình đang chỉnh đó. Ví dụ đây là 04 lần năm 2004 đó. Rồi ví dụ như bây giờ là năm uh, mấy đó các bạn tăng lên nè. Bởi vì cái này là cái ngày này nó sẽ họ lấy theo uh, theo theo nước ngoài ha. Cho nên cái năm nó sẽ đứng trước. Ví dụ năm 2024 này nó nó hiện như thế này là các bạn biết nó là là năm 2024. Mình nắng mình giữ bên đây cái nữa là nó sẽ qua đây là tháng nha. Tháng thì các bạn bấm lên đây nó tới số 12 là nó ngưng. 10 nè, 11, 12 nó sẽ quay lại tháng 1. Đó là các bạn hiểu nó sẽ là tháng ví dụ hôm nay là tháng 3 thì tháng 3 rồi đó các bạn bấm ở đây cái nữa đời ngày tháng 3 thì nó sẽ có ngày 21 thì các bạn ngày 31 này hôm nay là ngày 31 ví dụ vậy thì các bạn bấm lên tới nó sẽ có tới ngày 31 luôn 31 xong nó sẽ quay lại ngày 1 rồi ví dụ như trên màn hình đây là mình đang chỉnh là ngày 1 tháng 3 năm 2024 mình nắng vào đây cái nữa nó tính đây là giờ đây là 2 giờ nè bấm đây là chỉnh 10 phút nha rồi sau khi mình bấm xong thì mình bấm đây cái nữa là, là ok là nó không có chấp chấp là nó là mình chỉnh xong rồi đó rồi ở đây nó sẽ có hai cái nút này là zoom xa gần các bạn muốn zoom thì mình ở đây mình ngắm ở đây các bạn zoom lại nè zoom xa gần nè à, mà cái máy này zoom rất là xa ha rồi um, cơ bản đó thì cái máy này những chức năng đó mình cũng có hướng dẫn đầy đủ rồi đó rồi nó có cái nút này gọi là tua phim về. Tua phim về, ví dụ như là mình đang chụp cái máy này mình chụp được uh, hồi nãy nó 24 tấm đúng không? Vậy nó nó còn số 13 tức là mình chụp được 10 11 ảnh rồi. Và số 13 này là số ảnh còn còn có thể chụp lại, chụp được. Mình còn chụp được 13 nữa ha, mình bấm chụp cái nữa nè. Và nó còn 12. Uh, một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như các bạn muốn uh, muốn tua phim về đó thì mình dùng cái cái vật nhọn nghe mình ấn vào đây nè trên thực tế thì đối với cái máy này ít ít có tua phim đó mình chụp hết thì mình lấy ra luôn ví dụ mình chụp nó trở về số số không rồi mình lấy ra luôn còn ở đây là clip hướng dẫn sử dụng thì mình sẵn đây mình hướng dẫn luôn các bạn mình ấn vào đây cái nè nó sẽ chạy về chạy về tấm tấm số không nha rồi như thế là xong đã báo chữ e là hết rồi đó kết thúc rồi đó các bạn bấm ứng này ra rồi mình mang cái cuồng phim này nè mà mang đi tráng rồi là được nha rồi mình muốn tắt máy thì bấm ở đây là tắt nè các bạn nhìn vào ống kiến là tắt nha bấm đây nè nó mở đang mở cái ống kiến này là đang mở bấm này là tắt nha rồi ok thì cảm ơn các bạn vừa xem clip nha thì cái máy ảnh này chụp rất là đẹp luôn rất là ok luôn nha bạn nào thích trải nghiệm máy phim thì thì các bạn có thể tìm mua những chiếc máy ảnh như thế này bởi vì máy ảnh phim thì chụp ảnh nó màu rất là độc rất là lạ, rất là hấp dẫn luôn ok cảm ơn các bạn vừa xem clip nha hy vọng đây là một cái clip bổ ích giúp các bạn hiểu hơn về sử dụng máy ảnh thì mình xin giới thiệu các bạn mình tên là máy ảnh lý biêu hiện nay mình đang bán rất là nhiều máy ảnh trên kênh facebook và trên instagram cũng tên là máy ảnh lý biêu luôn nha thì đây là hai cái kênh của mình thì khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình những chiếc máy ảnh ưng ý đó thì các bạn có thể ghé vào những cái đường link mình đính kèm thì bên mình là một cái đơn vị bán hàng rất là uy tín rất là chuyên nghiệp mình có bán máy ảnh phim máy ảnh kỹ thuật số và một số phụ kiện liên quan về máy ảnh thì mình cũng đã bán hơn 10 năm nay rồi khi các bạn có mua máy bên kênh của lý biêu á thì sẽ luôn luôn đính kèm đầy đủ các phụ kiện cho các bạn gồm có máy pin sạc pin thẻ nhớ đầu đọc thẻ nhớ dây đeo và clip hướng dẫn sử dụng thông qua cái kênh youtube của mình á thì các bạn có thể thấy được là cái cách làm việc là uy tín và chuyên nghiệp của mình như thế nào ok nếu như thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút like ấn nút đăng ký kênh cũng như các bạn nào đã từng mua máy ảnh trên kênh mình á, nếu thấy sự uy tín của mình á các bạn nhớ thả một lời bình luận để cho kênh mình được phát triển hơn và các bạn đến sau có thể tin tưởng nhiều hơn. Trường hợp các bạn nào thấy được những đóng góp, những chia sẻ của mình hữu ích mà các bạn muốn tặng cho mình một ly cà phê thì các bạn có thể nhấn vào nút chức năng Super Thanks trên YouTube nhé. Ok, mình là máy ảnh review. Các bạn nhớ follow kênh mình để biết thêm nhiều thông tin về máy ảnh nhé.